Hà Vi xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Đài Việt USA. Vâng, kính chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Ngày hôm nay chương trình Sức khỏe với Bright Vida thì xin mời quý vị cùng đến với Hà Vi và nghệ sĩ MC Quốc Thái hay là ca sĩ Quốc Thái. Ôi dồi, tôi cái việc giống như là đang bước lên sân khấu ấy. Cảm ơn người MC nổi tiếng ở quận cao của chúng tôi, Hà Vi. Cảm ơn quý vị đến cùng với lại chương trình Sức khỏe với công ty Bright Vida. Và anh em chúng tôi vẫn tiếp tục nhắc nhở quý vị, Bright Vida là gì? Bright Vida là sức khỏe, mà sức khỏe là vàng. Mà nếu mà chúng ta có sức khỏe, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng thành công hết. Rất là chính xác đó anh Quốc Thái. Em thấy anh rất là tràn đầy năng lượng luôn. Anh có thể hát tặng cho em và quý vị khán giả một vài câu gì đó để cho nó có thêm nhiệt huyết không anh? Trời đất ơi, giờ phút này mới buổi sáng sớm đây đã bắt đầu hát rồi phải không? Bây giờ hát cái gì ta? Cho hay hay ta? Hát gì ta? Đêm nay thời gian đứng im lắng động, chờ đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu dã từ vì đường xa ướt mưa. Thật là tuyệt vời, giọng ca dĩ vãng hôm nay lại bắt đầu trỗi dậy thưa quý vị. Vâng, Hà Vi rất là vui mà khi được làm việc cùng với một người anh và một người rất là được nhiều vị quý vị khán giả hâm mộ như là anh Quốc Thái. Bởi vì anh là một người rất là nhiệt tình và rất là dễ thương trong công việc cũng như là chu đáo lo cho tất cả mọi người về sức khỏe. Cảm ơn những lời khen của Hà Vi nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có lẽ khen qua khen lại chút xíu, quý vị thấy cô này mặc áo vàng, cô Thái có cái cà vạt vàng. Như anh em mình không hẹn mà gặp ha. Vâng. Ok, đâu có bao giờ mà nói là ngày hôm nay anh mặc áo cà vạt vàng hay em mặc áo vàng gì đâu, nhưng mà tư tưởng lớn gặp nhau. Dạ, thì vâng. Bây giờ tư tưởng lớn gặp nhau khi mà chúng tôi dùng cái dược thảo Bright Vida đó là cũng là những cái tư tưởng lớn rồi thưa quý vị. Lý do là tại sao, là tại vì khi mà mình bỏ một cái gì vào miệng của mình đó thì là mình phải quan trọng lắm. Dạ, vâng. Mình phải cẩn thận lắm, đúng không? Nếu mình sức ngoài ra thì maybe it's okay, nhưng mà tất cả những cái gì mà bỏ vào miệng của mình đó, để mình nuốt vào trong bụng đó, thì thưa quý vị phải cẩn thận vô cùng, bởi vì mình phải biết là nó xuất xứ từ đâu. Vâng, đúng rồi, nó xuất xứ từ đâu và là từ công ty nào nữa rất là quan trọng thưa quý vị, nhất là giấy tờ rồi là những cái sản phẩm ở trong cái hộp hay là những cái chai lọ đó nó có được đảm bảo vệ sinh an toàn hay không. Thì bản thân Hà Vi cũng vậy, khi mà Hà Vi đã quyết định sử dụng những cái dược phẩm chức năng hay là những cái dược thảo thì Vi đã tìm hiểu rất là kỹ về công ty Bright Vida thưa quý vị. Vâng, công ty... em tìm hiểu được cái gì em nói cho quý vị nghe coi, để coi anh coi em nói đúng hay là nói gọi là nó hơi lạc. Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Thái và kính thưa quý vị, Hà Vi được biết rằng công ty Bright Vida đã ra đời từ năm 2007 ở trên thị trường Mỹ với rất là uy tín và có cái sự mà tận tâm khi mà họ đã sản xuất những cái dược thảo này để hỗ trợ cho những trẻ em bị suy dinh dưỡng hay là trẻ em nghèo ở trên khắp thế giới. Quá đúng. Nên là với những cái tâm và cái tầm nhìn của họ như vậy thì bản thân Hà Vi rất là cảm động. Bởi vì sức khỏe không phải ai cũng có tiền mà mua được, phải không anh? Đúng như thế. Và vâng, nên là em đã quyết định sử dụng những cái dược thảo của công ty Bright Vida. Vâng, đây là một cái chai của Hà Vi. Mỗi ngày Hà Vi đều bỏ trong giỏ và phải luôn ghi nhớ rằng một ngày uống 2 viên. Anh nghĩ rằng là không phải là khi mà em thấy một cái công ty 2007 họ đưa ra những cái dược thảo rồi họ tặng cho những trẻ em nghèo khó, thiếu dinh dưỡng, rồi tự nhiên cái em lấy ra em bỏ vô miệng em. Anh không nghĩ như thế. Còn nhiều lắm anh, còn kể rất tiếp. Là nhiều. Vâng, thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái, ví dụ như là những cái dược thảo này họ làm chiết xuất từ đâu và công ty này đã sản xuất từ đâu? Đấy. Có phải họ mua từ bên nước ngoài về hay không? Hay là họ đóng gói nhập khẩu từ một nước khác? Yeah. Đúng không anh? Thì là bản thân em đã tìm hiểu rất là nhiều. Công ty 100% là chiết xuất cũng như là đóng gói những cái sản phẩm này tại Mỹ và 100% organic thưa quý vị. Rất là yên tâm. Và họ có đầy đủ những cái giấy cấp phép của các cơ quan chức năng hay là những bộ nông nghiệp của Hoa Kỳ. Từng sản phẩm một là họ có một cái tờ giấy cấp phép. Ừ. Rồi gì nữa? Em đang làm một kể lại một câu chuyện về cái chia sẻ mà anh thấy từ lúc đầu đến giờ phút này đúng hoàn toàn 100% rồi. Dạ, còn vâng. Gì nữa? Vâng, còn nữa là sau khi tìm hiểu xong rồi đó thì bản thân Hà Vi cũng biết những sản phẩm của họ được bán rất là rộng rãi trên thị trường như là Walmart hay là Amazon. Mà bản thân quý vị cũng biết là để đi vô được những cái thị trường lớn như vậy thì không phải dễ dàng, phải không anh? Vâng, thế nên Hà Vi rất là yên tâm về những cái chất lượng cũng như sản phẩm. Và bản thân Hà Vi đã dùng thử thì sau 3 tuần và chất lượng của nó như thế nào
thì thật là tuyệt vời thưa quý vị. Nó làm cho mình có nhiều năng lực hơn và chống mệt mỏi, làm cho da dẻ của chúng ta hồng hào và có nhiều năng lượng để vui tươi hơn trong cuộc sống. Nào, tất cả những gì mà Hà Vi chia sẻ đó thì là đều đúng hết, anh đồng ý với em. Nhưng mà ngày hôm nay 3 tuần lễ em sử dụng, dạ, em đã bỏ vào miệng em để em uống và em đã cảm thấy thoải mái, khỏe mạnh. Đây là sự nói thẳng nói thật hay là có người trả tiền em để em làm công việc đó? Dạ vâng, không thưa quý vị. Nếu như quý vị chỉ có nghe thôi mà không nhìn thấy thì quý vị có thể rằng chắc cô này nói xạo. Nhưng vâng, Hà Vi đứng ở đây với cái sức khỏe cũng như là cái năng lượng của Hà Vi thực sự nó như thế nào thì mọi người cũng cảm nhận được. Vâng, bản thân Hà Vi thì cảm thấy rằng là không có bị mệt mỏi sau một ngày làm việc và ngủ được rất là tốt, cũng như là da dẻ của mình nó không có bị sạm xuống mà nó sáng lên, cũng như là mình giảm đi tiểu đêm, rồi là nhịp thở tim của Hà Vi đều đặn hơn thưa quý vị. Nên là cảm nhận rất là rõ ràng khi mà sau khi trải nghiệm được 3 tuần thưa quý vị. Anh cảm ơn Hà Vi rất nhiều ngày hôm nay với cái lời chia sẻ của em từ đáy lòng của em, dạ, từ trái tim của em. Và anh biết rằng là em đang nói rất là thật với lại khán giả của đài Việt USA TV. Một điều nữa rằng là anh hơi làm khó em chút xíu, anh xin lỗi. Nhưng mà anh muốn coi cái cảm nhận của em, cái cách của em trình bày, cách chia sẻ để quý vị có thể tin được như vậy. Thì thưa quý vị, trong những ngày tháng vừa qua khi anh em chúng tôi đứng trên màn hình của Việt USA TV hoặc là rất là nhiều những cái kênh truyền hình khác, kể cả đài Radio Sài Gòn, Radio Hải Ngoại nữa, và anh em chúng tôi đã nhận được rất nhiều những feedback, những cái lời khen của quý vị và những cái lời yêu cầu là phải nên cái này, nên cái kia, tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái kia, rồi bắt đầu đưa đến cho tất cả quý khán giả gần xa như thính giả của radio để biết rằng là cái công ty này nó như thế nào. Và quý vị cũng đã có cái lòng tin để quý vị gọi vào order từ 1 chai cho đến 2 chai cho đến 4 chai, rồi quý vị order 6 chai gửi tặng cho bạn bè thân hữu ở Việt Nam, ở Âu Châu, vân vân. Đó là những cái gì mà anh em chúng tôi đang đi đúng con đường để mà đưa đến cho quý vị. Trong khi đó thì công ty Brivida là một công ty của Mỹ. Họ nghe những cái chương trình này, họ nghe từ feedback của quý vị gọi vào, họ đã kiểm tra những cái câu nói, những cái lời trả lời cũng như là những câu hỏi của quý vị để mà họ có thể đưa đến cho quý vị gần với lại Brivida hơn bằng những cái câu trả lời chính đáng và sự thật và chứng minh bằng giấy tờ. Thì thưa quý vị, ngày qua thì Quốc Thái cũng đã giới thiệu đến quý vị những cái tờ giấy certificate hoặc là những cái tờ giấy chứng minh, chứng nhận rằng là những cái cơ quan như là cơ quan nông nghiệp USDA hoặc là FDA, họ kiểm chứng rất là kỹ lưỡng, họ phân tích ra coi cái dược thảo ở trong cái lọ như thế này hoặc là lọ như thế này nó có những cái chất gì ở trong đó và những cái chất xấu nó có ở trong đó hay không, và bao nhiêu phần trăm những cái chất xấu đó ở trong những cái chai như thế này, bằng những cái tờ giấy phân tích, tức là analysis của những cái dược thảo, của những cái raw material vào trong cái chai này. Thì thưa quý vị, anh em chúng tôi đã show với quý vị trong những ngày vừa qua, và quý vị cũng có thể lên mạng để xem brightvida.com, hoặc là quý vị có thể tới những cái nơi mà đại diện bán những cái chai dược thảo này ở tại miền Nam California, miền Bắc San Jose, để mà chúng tôi có thể share, chia sẻ quý vị, show cho quý vị xem được những cái tấm giấy đó, những cái tờ giấy chứng nhận đó của những cái cơ quan như là USDA, FDA hoặc là những cái cơ quan thứ ba, tức là third party, để mà làm những cái test, làm những cái cuộc thử nghiệm xong rồi đó đã được ký nhận ở phía dưới của những cái người mà có ủy quyền, có cái quyền để mà ký cái những cái tờ giấy đó, và cái tờ giấy đó nó hiệu lực cho đến bao giờ nào, ngày nào, chứ không phải là 3 năm trước nay em đây rồi đã hết hạn rồi, vân vân và vân. Thì thưa quý vị, với tất cả những cái gì mà cô Thái vừa chia sẻ quý vị, mình có thể tin được cái công ty này là một công ty tốt, đưa đến cho mọi người chúng ta những cái loại dược thảo, những cái sản phẩm, những cái dòng sản phẩm tốt để mà chúng ta có thể sử dụng cho cuộc sống của mình, cho bạn bè của mình, cũng như là cho cơ thể của mình. Vâng, cảm ơn anh Quốc Thái đã chia sẻ về công ty. Thưa quý vị, một công ty rất là uy tín đã ở trên thị trường Mỹ lâu rồi, và những cái sản phẩm của công ty thì cũng đang bán rất là chạy ở trên mạng xã hội. Quý vị có thể order ở trên mạng với 75 Mỹ Kim cho một hộp, và một hộp thì trong đó có 120 viên thưa quý vị. Không phải là 90 viên nha, $75 mà một
120 viên. Vâng, quý vị sử dụng được 2 tháng thưa quý vị. Trong những ngày qua thì anh em chúng tôi cũng như là công ty rất là cảm ơn đến những quý vị đã sử dụng và trải nghiệm những cái sản phẩm của công ty và đã gọi điện tới để cảm ơn công ty cũng như là muốn order thêm cho gia đình và bạn bè thân, nhất là trong những cái dịp lễ sắp tới. Đúng rồi. Vâng, thì những cái dịp lễ sắp tới này rồi thì anh Quốc Thái xin được công ty với những cái phần quà, với những cái discount hay là những cái promotion gì hay để cho quý vị chúng ta cùng nhau chăm sóc sức khỏe được không ạ? Lại một lần nữa, Hà Vy là bao giờ cũng đứng ở phe quý vị hết á. À ok, rồi anh đồng ý với em và em yêu cầu thì anh sẽ làm công việc đó ngay. Bởi vì anh đã cũng đã chuẩn bị để mà đáp lại cái lời yêu cầu của em bằng cách rằng là hỏi công ty có những cái phần quà cũng như là có những cái promotion cho tất cả quý khán giả của đài Việt USA TV quý vị nhé. Nhưng mà trước khi mà vào cái phần đó, đó thì cũng thấy Dung xin phép trở ngược lại một chút xíu để mà gửi lời cảm ơn một lần nữa, cảm tạ rất là chân quý đến với lại khán giả, với lại những người thính giả của đài radio và những khách hàng của Bright Vida, những người gọi từ Colorado, từ Massachusetts, từ New York, từ San Jose cho đến quận Cam của chúng tôi, cho đến phía bên Texas, Houston, Arlington, vân vân và vân vân, đã gọi rất nhiều, ôn gọi vào, cùng lúc gọi vào để mà chia sẻ, để mà có thể mua được những cái dược thảo này. Có nhiều người bảo rằng là, anh Quốc Thái ơi, tôi cũng đã dùng đông trùng hào thảo trước đây rồi của những công ty khác, xin phép được không có nêu tên, nhưng giờ phút này tôi muốn thử cái đông trùng hạ thảo của các anh, bởi vì các anh nói rằng là nó pure organic và chúng tôi muốn biết như thế. Thì thưa quý vị, cái đó rất là hay và quý vị cũng đã mua và thử. Có một số người bảo rằng là anh Quốc Thái ơi, công ty ơi, chúng tôi chưa bao giờ dùng Bright Vida, chưa bao giờ dùng dược thảo, chưa bao giờ dùng những cái loại đông trùng hạ thảo hay là nấm linh chi trước đây, toàn là uống thuốc tây hoặc đi tập thể dục thôi. Dạ. Nhưng giờ phút này khi mà nghe thấy anh nói it's made in 100% ở USA, chúng tôi tin tưởng ngay. À, thưa quý vị, và có được những cái chứng minh đó, thành ra tôi tin tưởng và bắt đầu tôi mua để cho chính bản thân tôi cũng là gia đình của tôi. Dạ, vâng. Thì thưa quý vị, đó cũng là những cái lời mà khen, mình phải nói cái lời là khen. Dạ. Và những lời chia sẻ rất là chân tình của quý vị khán giả, và chính quý vị cũng là những người mà làm anh em chúng tôi còn cái năng lực để mà tiếp tục giới thiệu về công ty Bright Vida. Trong khi đó thì công ty Bright Vida cũng đã xem những cái chương trình này, nghe những cái tiếng nói của quý vị và họ tiếp tục hỗ trợ rất là mạnh mẽ cho cái công việc này bằng cách là mua thêm giờ cho đài TV, đài radio và tất cả những đài khác. Để làm gì? Để phổ biến thưa quý vị với những cái gì mà họ đang có ở trong tay và cái hãng của họ. Trong khi đó thì họ bảo rằng là để mà làm công việc này một cách tốt đẹp hơn, họ phải low the price xuống, thấp xuống, thiệt là thấp, lời một chút xíu thôi, không có lời nhiều, để mà giới thiệu mặt hàng và cho mọi người uống biết được là cái sản phẩm của họ tốt như thế nào. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay đúng với lại cái tinh thần đó, chúng tôi sẽ bán cho quý vị và khuyến mãi quý vị như thế này. $75 cho một chai quý vị mua ở Walmart. Quý vị vào walmart.com đánh Bright Vida coi xem coi một chai bao nhiêu. $75 một chai, vẫn rẻ đối với thị trường. 120 viên lận, 1000mg, made in USA, pure organic, beautiful, phải không thưa quý vị? Nhưng ngày hôm nay nếu chỉ có 10 người gọi vào, ở quận Cam 10 người gọi vào, ở San Jose 10 người gọi vào, ở phía Houston, Texas 10 người gọi vào thôi, 10 người đầu tiên gọi vào, thì anh em chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị như thế này. Mua một chai $75, 120 viên, và tặng thêm cho một chai nữa, là mua một tặng một, và cái chai thứ hai là được free. Thật là tuyệt vời. $75, nhưng quý vị phải gọi vào quý vị nhé. Quý vị không thể nào tới thẳng được mà mua. Mua thì sẽ là $75, hoặc là vào cái walmart.com thì là $75. Nhưng cái số điện thoại này quý vị gọi vào thì sẽ được là $75 một chai 120 viên, không phải 90 viên, không phải 60 viên, mà là 120 viên, và tặng thêm một chai nữa, 120 viên nữa, chứ không phải là tặng 60 viên hay là 30 viên. Wow, thật là tuyệt vời phải không quý vị? Vâng, một sản phẩm rất là tốt của một công ty rất là uy tín, với số điện thoại là 657-600-8121. Khi quý vị gọi điện thoại vào thì có thể để lại tên và thắc mắc những cái gì, chúng tôi sẽ giải đáp. Chúng tôi sẽ chuyển cho quý vị là mua một chai và tặng một chai, chỉ có trong chương trình Sức khỏe với Bright Vida của nghệ sĩ MC Quốc Thái và Hà Vy thưa quý vị. Vâng, số điện thoại là 657-600-8121 thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa là 657-600-8121.
8121, xin nhắc lại, có trên màn hình của quý vị luôn đó. Quý vị nếu mà không nghe thấy kịp đó, thì ở trên màn hình quý vị cứ pick, punch vào. Thì 10 người đầu tiên quý vị nhá, anh em chúng tôi đang có cái phone để mà chờ sẵn quý vị. Và ở trong ngoài kia, nhân viên cũng đang rất là đầy đủ để mà nâng điện thoại giúp cho quý vị order ngay lập tức. Nếu quý vị nào thì bang xa, anh em chúng tôi sẽ cố gắng để gửi cho đến quý vị tận nhà. Quý vị nào ở vùng Nam California tới những cái địa điểm sau đây, hoặc là miền Bắc San Jose tới những địa điểm để mà có thể pick it up, để mà khỏi cái cần tốn tiền mà cướp phí, thì Hà Vy sẽ gửi đến cho quý vị cái địa chỉ như sau. Vâng, địa chỉ của chúng tôi ở tổng đại lý công ty là 14541 Broker Street, dưới lầu phòng C6, trên lầu là Sài Gòn Radio Hải Ngoại, nằm ở thành phố Westminster, ngay ngã tư Broker và Haza trong khu Kawas, thưa quý vị. Vâng, một địa điểm nữa cũng nằm ngay trên đường Bosa, đối diện với lại Phước Lộc Thọ, trong cái khu chợ Á Đông, ở trong đó có phở Quang Trung, ở trong đó có anh Minh chuyển tiền. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, đó là cái tiệm California Karaoke. California Karaoke nằm ở cái phòng 109. Ở đây mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Và nếu mà quý vị tới đây thì quý vị có thể thấy được rất nhiều những cái dàn loa, dàn âm thanh như là microphone để chúng ta hát karaoke. Nhưng mà ở đó có bày bán cái dược thảo của công ty Bright Vida, cũng $75, mua một tặng một quý vị nhé. Rồi, ở San Jose, quý vị nào mà muốn tới San Jose ở tại khu vực mà gọi là Costco đó, trên đường Center Road, thì quý vị tới cái chỗ mà sát ngay bên cạnh của DMV, cái địa chỉ là 2114 phòng trên đường Center Road, phòng số 12 ở thành phố San Jose. Tới đây cũng 7 ngày trong tuần mở cửa. Đó là cái đài Việt USA TV ở trên San Jose. Mời quý vị ghé tới đây để lấy quý vị cũng $75, một chai 120 viên và tặng cho một chai 120 viên free, miễn phí quý vị. Vâng, số điện thoại là 657-600-8121, thưa quý vị. Quý vị cứ nói rằng là tôi muốn mua đông trùng hạ thảo hay là nấm linh chi của anh nghệ sĩ MC Quốc Thái giới thiệu đó, là quý vị sẽ được một phần, một hộp, đúng không anh? Đúng rồi. Miễn phí một hộp, một lọ, thưa quý vị. Một hũ. Vâng, đúng rồi. 120 viên, 100% organic, thưa quý vị. Vui lắm, thưa quý vị, khi mà anh em chúng tôi thấy quý vị gọi vào. Có những người tới bảo là cô nghe các cháu nói chuyện ở trên đài vui quá, rồi cô muốn có cái sức khỏe đó, tới mua xong rồi lại còn khệ nệ cầm nguyên cái rổ ổi nè, rồi rổ hồng tới là tặng cho Hà Vy, tặng cho Quốc Thái. Quý vị biết không, cái đó nó đáng cả trăm ngàn trăm triệu đô la. Vâng. Thưa quý vị, nó vô giá khi mà quý vị có những cái tấm lòng như vậy. Và khi mà anh em chúng tôi đứng ở trên này không phải là bán để lấy tiền, nhưng mà bán những cái dược thảo này, giới thiệu đến quý vị là chúng tôi đang muốn quý vị có sức khỏe. Và khi quý vị có sức khỏe rồi đó, thì quý vị làm bất cứ điều gì mà quý vị mong muốn, đó là những gì mà anh em chúng tôi đang ao ước để mà làm công việc này tốt đẹp. Vâng, rất là đúng, thưa quý vị. Số điện thoại đang được mở là 657-600-8121, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đông trùng hạ thảo hay là tinh chất đông trùng hạ thảo thì đều dành cho phái nam và phái nữ, dạ, chứ không phải là dùng riêng cho phái nam đâu, thưa quý vị. Tại vì nó rất là tốt, nó bồi bổ cho chúng ta, tăng cường cái năng lượng và tăng cường cái sức miễn dịch để chống lại những bệnh tật dễ lây lan trong cộng đồng, cũng như là bệnh ho này, bệnh bị cảm cúm đó anh, yep. Nó rất là lây nhiễm rất là lẹ, nên nếu mà chúng ta không có một cái sức đề kháng tốt. Ngoài ra thì nó giúp cho kể cả nam giới lẫn nữ giới về vấn đề mà rối loạn về sinh lý, thưa quý vị, rất là quan trọng nha. Ông vui thì bà mới vui. Đúng rồi. Đúng không anh? Khi mà em bảo là rất là quan trọng trong đời sống, anh muốn hỏi em nha, nó quan trọng cỡ nào vậy em? Rất là rối quan trọng. Rối loạn sinh lý nó quan trọng như thế nào vậy em? Vâng, nếu như anh khi mà mọi người ra ngoài đường làm việc thì là muốn cho là công việc tốt đẹp, muốn cho đồng nghiệp mình vui vẻ. Yeah. Thì khi mà mình về nhà, mình cũng muốn cho bà xã hay là ông xã của mình vui vẻ, đúng phải không? Rồi. Thì cái đó nó là nó kêu, tiếng Mỹ kêu là part of a life. Dạ, nghĩa vâng. là đó là một phần của đời sống của con người của chúng ta. Vâng. Vâng, thế thì thưa quý vị, nói ra thì có vẻ hơi mắc cỡ, nhưng mà thật ra thì nó là như thế. Quý vị thử sử dụng đây, rồi quý vị sẽ thấy được cái vấn đề mà sinh lý của mình nó khỏe mạnh, cái mình có năng lượng, máu mình nó chạy đều, hệ thống miễn nhiễm của mình nó khỏe mạnh, là nó để nó đánh tiêu diệt lại những cái con vi trùng mà nó xâm nhập vào cơ thể của mình. Thành ra thưa quý vị, ngày hôm nay với cái giá lại rẻ nữa,
nhẹ nhàng nữa, $75 mua một tặng một, tức là còn có 37 đồng 50 sen cho một lọ 120 viên, xài được trong vòng 2 tháng trời cho một hũ. Nếu mình có 2 hũ như vậy là 4 tháng thưa quý vị, mà chỉ có $75 thôi. My gosh, thưa quý vị, quá ư là rẻ. Và đây là Made in USA, có bằng chứng hết tất cả những cái về vấn đề thị thực, cho chứng minh rằng là đây là tốt như thế nào, có chất xấu ở trong đó hay không, vân vân và vân vân, đầy đủ hết thưa quý vị. Thành ra hãy tin tưởng cho cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay qua cái công ty Bravida. Vâng, số điện thoại là 657-600-8121. Thưa quý vị, mua 1 tặng 1 chỉ có trong chương trình của anh nghệ sĩ MC Quốc Thái và Hà Vi với Sức Khỏe cùng với công ty Bravida. Thưa quý vị, 75 Mỹ Kim cho một hộp 120 viên. Số điện thoại 657-600-8121. Thưa quý vị. Rồi, bây giờ mình nói thêm một chút xíu. Trong khi mà quý vị gọi vào, chúng tôi thấy nhân viên ở ngoài gọi nhiều lắm. Thưa quý vị, nhớ nha, 10 người đầu tiên thôi. Nếu mà nói về công ty Bravida, thì phải nói cuốn sách này nằm trên tay của Quốc Thái. Tại vì cuốn sách này nó có rất nhiều đầy đủ những cái chi tiết về công ty, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, những cái dòng sản phẩm của công ty Bravida đưa ra cho thị trường là những cái loại nào. Đầu tiên, Bravida cho một chữ rất là hay. Bravida, một cuộc sống thông minh, một cuộc sống tốt đẹp, một đời sống hạnh phúc. Ở phía dưới đề là Your health is our mission. Nghĩa là gì? Sức khỏe của quý vị là mục tiêu của chúng tôi đem đến. Bởi vì chúng tôi muốn đem đến sức khỏe cho tất cả mọi người, không phải chỉ có cộng đồng Việt Nam không, không phải có cộng đồng Mỹ không, mà tất cả mọi người trên toàn thế giới. Do đó suy ra, với cái câu nói như thế này, với cái lời hứa như vậy, thì họ sẽ đi rất xa, rất rộng cho cái vấn đề sức khỏe của quý vị. Nào, khi mà bắt đầu mình dở ra cái cuốn đầu tiên, trang đầu tiên, thì chúng ta thấy được rằng rất nhiều những sản phẩm khác nhau. Mỗi sản phẩm là một trang nói về cái sản phẩm đó. Từ cái trang đầu tiên, đông trùng hạ thảo, Cordyceps militaris, đó là những cái hoa của đông trùng hạ thảo, tăng cường năng lượng, bảo vệ sức khỏe tim mạch, cân bằng lượng cholesterol, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, cải thiện rối loạn chức năng tình dục, giải độc cơ thể. Và qua bên này thì là Bravida cho biết rằng là nấm linh chi như thế nào. Nấm linh chi nguyên chất thì nó cho giảm nguy cơ rối loạn về cái nhận thức của mình, nghĩa là về trí óc, tăng cường cái hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol xấu, quý vị nhé. Trong cơ thể của mình có rất nhiều những loại cholesterol khác nhau, xấu có, tốt có, xấu dẹp đi và tốt tốt, vâng, tốt giữ lại, giảm nguy cơ lão hóa, anti-aging và các bệnh mãn tính. Cộng thêm hiệu quả rất mạnh nếu mà quý vị sử dụng về nấm linh chi, thì trong cái vấn đề điều trị về gout hoặc là về viêm khớp mà quý vị đang bị đau nhức hoặc là bị gout, đây là một cái loại đau nhức mà gọi là không thể mà chịu nổi được đó, thì thưa quý vị nó còn sưng phù lên đó, thì thưa quý vị hỗ trợ cho cái vấn đề này nên uống đông trùng hạ thảo cũng như là nấm linh chi, và nấm linh chi là the best cho cái vấn đề viêm khớp cũng như là về vấn đề gout, thì thưa quý vị nó sẽ đỡ được rất nhiều mà chúng ta không phải dùng những cái loại thuốc tây mà làm cho mình mệt và làm cho mình suy yếu đi. Đúng rồi, nếu như quý vị dùng thuốc tây quá nhiều thì nó sẽ nóng trong cơ thể đó anh. Vâng, nó không có được tốt cho lắm, thì chúng ta nên dùng những cái dược thảo mà được chiết xuất 100% organic. Tại vì những cái dược thảo này nó hỗ trợ chúng ta rất là nhiều, những cái bệnh nhân điều trị ung thư hay là những người bị tiểu đường đó anh. Đúng rồi. Rồi là hỗ trợ rất là tốt về thận. Chúng ta giúp là giảm bớt đi tiểu đêm, nhất là các bác mà cứ bị thiếu ngủ, rồi là các bác gọi điện vô mua hàng và sau đó các bác bảo giờ rất là tốt, rất là tốt. Cô cảm ơn công ty rất là nhiều. Rồi, bây giờ vâng, số phải... điện thoại của chúng tôi bây giờ vẫn là 657-600-8121. Thưa quý vị, mua 1 tặng 1, 1 hũ 120 viên, chỉ có 75 Mỹ Kim thưa quý vị. Quý vị có thể order trên Walmart hay là Amazon, nhưng mà quý vị phải trả tiền thuế này, rồi là tiền shipping, phải không anh? Đúng rồi. Vâng, quý vị hãy đến với công ty chúng tôi là Sức Khỏe với Bravida để hưởng những cái phần quà như vậy. Mua 1 tặng 1 chỉ có trong cái dịp lễ này thôi. Tại vì anh Quốc Thái đã làm việc với công ty rất là khó khăn, vất vả để xin được những cái promotion rất tốt cho quý vị, thưa quý vị. Cảm ơn Hà Vi rất nhiều. Chắc phải nhờ Hà Vi tiếp tục cái cuốn brochure này, là thêm những cái sản phẩm, những cái dòng sản phẩm của công ty nhiều hơn nữa, không phải là chỉ có đông trùng hạ thảo cũng như nấm linh chi không, mà còn nhiều loại khác nữa, Hà Vi. Vâng, thì hiện tại trên thị trường Mỹ đang bán rất là chạy ba cái sản phẩm đó. Đúng rồi. Thứ nhất là đông trùng hạ thảo này, rồi là nguyên chất đông trùng hạ thảo hay là nguyên chất nấm linh chi. Đúng, đúng. Nó khác biệt những công ty khác là nguyên chất.
đúng không anh? Vâng, sắp tới thì công ty sẽ ra những cái sản phẩm như là sụn cá mập. Yes. Rất là tốt, sụn cá mập đó trị cho vấn đề về viêm khớp và đau nhức. Và những cái sản phẩm như là sữa ông chúa, thưa quý vị, vâng, làm trắng da, vâng, ngủ tốt, không có tiểu đêm. Dạ đúng ạ. Sữa ông chúa, vâng, làm cho hệ thống miễn dịch của mình nó mạnh mẽ hơn. Vâng, ngoài ra thì nó có nghệ, thưa quý vị, number one luôn nghệ. Những quý vị nào bị bị đau bao tử đó anh. Yes. Vâng đúng rồi, hay là những phụ nữ chị em nào mới sanh em bé xong thì nên dùng nghệ nha. Vâng, rất là nhiều những cái sản phẩm mà organic ở đây, giống như là vitamin D, vitamin rất là tốt cho cái xương của chúng ta và tăng cường cái những cái chức năng cơ bắp, nó rất là tốt cho, hay là cái dầu cá đó, omega cơ bản là cái dầu cá đó anh, đúng nó rồi, tốt cho về mắt thưa quý vị, vâng, rất là tốt cho da nữa. À vâng, đúng rồi, quan trọng lắm. Rồi có những cái chai dược thảo hỗ trợ cho gan, tức là liver support. Ở đây những cái chai dược thảo này đó, nó để là giúp đỡ và hỗ trợ cho giải độc gan, hỗ trợ cho giảm cholesterol, hỗ trợ cho ổn định đường huyết và huyết áp, tăng cường năng lượng và cải thiện hệ thống miễn dịch, và tăng cường sản xuất các enzyme giúp cho tiêu hóa tốt cho thức ăn. Đó là cái phần dược thảo cho hỗ trợ về gan. Còn nhiều lắm thưa quý vị, nguyên kiểu quyển sách này quý vị có thể tới công ty. Khi mà quý vị pick up mua hàng đó, thì quý vị có thể xin được cái cuốn brochure này đem về để mà mình nghiên cứu, để mình thử coi, tìm hiểu coi cái công ty này nó như thế nào, và những cái loại dược thảo này nó giúp ích cho cơ thể của mình ra sao quý vị nha. Bây giờ thì vẫn tiếp tục số điện thoại, quý vị vẫn tiếp tục gọi về nha quý vị nha. Số điện thoại là 1-657-600-8121. Xin nhắc lại 657-600-8121 có trên màn hình của quý vị đó. Và số điện thoại nữa là 714-261-5509, 261-5509, gọi ngay để mà mua 1 tặng 1 ngày hôm nay với cái giá chỉ có $75 cho 120 viên một lọ. Mua 2 viên, mua 2 lọ là 240 viên lận. Thưa quý vị nha, xài là được 4 tháng lận. Dạ đúng rồi anh, rất là tốt luôn thưa quý vị. Nhất là những quý vị nào mà đang muốn mua tặng cho ba mẹ mình trong cái dịp lễ sắp tới đó, các anh chị còn chần chờ gì nữa? Yes. Hãy mua những cái sản phẩm này để bồi dưỡng cho cái sức khỏe của chính ba mẹ của chúng ta. Đâu cần phải mua những cái gì nó cao quý đâu, rất là giá cả hợp lý phải không anh? Rồi. Giá cả hợp lý này, rồi là nó xài sử dụng rất là tốt, tại vì nó cho kể cả những cái người mà ăn chay nha thưa quý vị cũng có thể sử dụng được. Vâng, số điện thoại là 657-600-8121 thưa quý vị. Mua 1 tặng 1 chỉ có trong chương trình Sức khỏe với Bright Vida của nghệ sĩ MC Quốc Thái và Hà Vy. 714-261-5509 cũng là số điện thoại thứ hai để quý vị gọi vào nếu số điện thoại số 1 bị kẹt. Chúng tôi thấy phía ban kỹ thuật đã ra dấu là hết giờ. Nửa tiếng vừa qua khi mà nói chuyện với quý vị trên băng tần này, tức là Việt USA TV trên băng tần 14.4 cũng như là 16.14 ở San Jose, hoặc là 27.3 ở Houston, Texas. Anh chị em chúng tôi đã nhận được những cái lời khen ngợi của quý vị khi mà giới thiệu những cái sản phẩm này. Một số người còn hơi thắc mắc về Bright Vida, một số người chưa bao giờ biết Bright Vida, và một số người đã biết Bright Vida trước đây bởi vì họ đã mua trên Walmart hoặc là Amazon.com và họ đã quen biết được với cái thị trường này. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Quốc Thái đại diện cho cái công ty Bright Vida để mà chia sẻ, để mà cho quý vị biết rằng là công ty này nó đã thành lập từ lâu và nó đã hoạt động và đang hoạt động rất là mạnh mẽ trong cái phần mà để giúp ích cho con người của chúng ta có sức khỏe. Hà Vy cũng đã sử dụng và đang sử dụng mỗi ngày mỗi viên. Quốc Thái cũng đang sử dụng mỗi ngày một viên đông trùng hạ thảo, một viên nấm linh chi để mà chúng tôi có thể giữ được cái sức khỏe, nói chuyện với quý vị, làm việc mà không thấy mỏi mệt. Quý vị cũng thế thôi, nếu mà quý vị cần sự giúp đỡ và hỗ trợ bởi những cái viên dược thảo của công ty Bright Vida, Made in USA 100% pure organic và đã có kiểm chứng của FDA, có kiểm chứng của USDA v.v. và v.v. có giấy tờ để chứng minh, thì xin quý vị hãy mạnh tay mà nâng điện thoại để gọi và order ngay lập tức, bởi vì chúng tôi đang có cái chương trình on sale, tức là mua 1 tặng 1 khuyến mãi, mua 1 tặng 1 với giá $75 mà thôi, tiết kiệm ngân quỹ của quý vị. Vâng, số điện thoại là 657-600-8121 thưa quý vị, chỉ có mua 1 tặng 1 duy nhất, tại vì cái số lượng mà anh Quốc Thái xin từ công ty không có được nhiều và cũng thời gian không có được lâu, phải không anh? Nên là quý vị hãy mua để dùng thử và chia sẻ với gia đình nhé thưa quý vị. Vâng, mua 1 tặng 1 75 Mỹ Kim, một hộp có 120 viên, 100% organic và 100% được chiết xuất và bào chế đóng gói tại Mỹ thưa quý vị.
Cảm ơn quý vị rất nhiều và sẽ hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị một ngày vui tươi, hạnh phúc và thật bình an. Vẫn tiếp tục gọi về quý vị nhé, số điện thoại 1-657-600-8121 hoặc là 714-261-5509. Vâng, Hà Vi xin mến chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.